Trước đây từ lúc bé gọi đến giờ cũng chỉ được tầm 2 phút thôi, thì uống thuốc lên cũng được 1 phút rưỡi. À, là 3 phút. À, bây giờ thì cũng 2-3 phút thôi, đúng không? Nói tóm lại nó vẫn y như thế. Này, ngày trước có khi chưa lấy vợ có hay thủ dâm không? Quá ạ. Thế hả? Thủ dâm nặng ấy hay là thỉnh thoảng một tí ấy? Nói chung là một tuần thì khoảng 4-5 lần gì đấy. Đúng, nhiều ấy chứ. Rõ ràng rằng là ngay từ khi lấy vợ cho đến tận bây giờ thì mình cũng chỉ gần vợ, tức là được 2 phút, 2-3 phút, đúng không? Và người ta có nói đến cái vai trò của thủ dâm ấy, là nếu mà cái khi còn trẻ mà mình lạm dụng thủ dâm, khi thủ dâm thì nó thông thường ở cái khía cạnh tâm lý là nó cũng nhanh và nó làm cho xuất tinh nhanh nhá. Và nếu như mà lạm dụng nó thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng nó thành thói quen. Nó chỉ đến cái ngưỡng gần đấy thôi là nó xỉu, là nó nghỉ.